Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh nhờ đây cộng đồng chuyên chia sẻ với các dàn IDO, các dàn Roboti, các dàn IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để tiếp tục giữ những dàn mới nhất mà mình được xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì admin sẽ gửi tới các bạn dự án đến từ mạng OCE. OCE là mạng của OKChain phát triển và hiện nay thì nó đã chuyển sang tên thương hiệu mới là OKX, đúng không ạ? Thì tham gia vào dự án hôm nay thì chúng ta sẽ có pot về thưởng là 300.000 đô, một pot thưởng khá lớn. Giải thưởng nó sẽ gồm 50.000 đô giá trị OKT và 40.000 đô Mighty Boss. Đấy, chúng ta có thể xem vào đây. Chúng ta sẽ cùng nhau làm các nhiệm vụ, chúng ta sẽ mở kênh Twitter của dự án này. Ta tiến hành follow kênh OCE này. Mở tiếp một cái bài đăng để chúng ta retweet. Bài này chắc là về iRobot thôi. Mình sẽ nhận nhiệm vụ ở đây đã. Chúng ta tiến hành like retweet này. Xem nhiệm vụ này. Bây giờ chúng ta sẽ join tiếp vào kênh Terra. Ok, ở đây thì mình đã join này. Chúng ta sẽ ấn vào nút click here. Start này. 9981. Xong luôn. Điền ID. Visit Reddit. Nhấn nút join. Có một cái thao tác của quyền ứng dụng các bạn chú ý nhé. Rồi. Check này. Check medium. Chờ tiến hành follow medium. Continue. Địa chỉ ví của bạn dùng ví ETH ở trên chất Gonet hoặc Metamask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH sau đó chúng ta quay trở lại con page vào. Mạng OCE thì mình đã có video hướng dẫn anh em tích hợp nhé. Sau này chúng ta nhận được coin tích hợp xong cũng được. Chúng ta mở tiếp những cái bài đăng Twitter hoặc là những cái kênh Twitter, chúng ta tiến hành follow những cái kênh Twitter mà dự án yêu cầu. Đây có lẽ là phần lớn những kênh Twitter chúng ta đều đã follow rồi. Đấy. Có một cái kênh Telegram, kênh Telegram của OKX, bây giờ mình sẽ follow nhé. Đấy. Còn tin nữa này. Rồi ở đây nữa. Ở đây mình sẽ kiểm tra lại. Có kênh đây gì là mình chưa follow rồi. Follow xong thì mình sẽ xác nhận nhiệm vụ nữa xong. Bây giờ các bạn có thể dùng dép chia sẻ bé thân thép trong tay. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về một sự kiện Carnival của mạng OCE, mạng phát triển bởi OKX. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.